Vâng, lần đầu tiên được cho cửa hàng âm thanh Số Đồ Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác nhá. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần và bên em cũng anh em thợ cũng nghỉ việc hôm nay, bác ạ cũng không đi làm. Nhưng mà em Xuân thì ngày hôm nay là đại thu về bộ dàn. Em Xuân vừa ghép xong một bộ dàn xong đây, vừa ghép xong bác khách vừa ôm về xong rồi. Và cũng có một cái chủ đề đó là thưa các bác là đây là một bộ dàn, hai bộ dàn này bác khách đã chốt rồi. Nhưng mà em vừa phải bỏ thêm con lọc xì vào trong cái bộ dàn này để em làm cái video này. Đó là hôm nay cũng bác khách đến nhà em và cũng như kể cả có những khách hàng đã hỏi em là em ơi em có bán lọc xì hay không, và bán cho anh con lọc xì anh về dùng karaoke nó có hay hơn hay không, hoặc đại loại những cái câu hỏi như là theo em này lắp lọc xì vào nó có hay hơn hay không, hay là như thế nào, bộ đàn anh không hay anh bán cho anh con lọc xì lắp vào cho nó hay, vân vân và vân vân. Tóm lại những cái chủ đề về con lọc xì nó rất là nhiều, con lọc xì để con nâng nó rất là nhiều, nhưng hôm nay con nâng thì em bỏ qua, em sẽ nói về con lọc xì thôi. Thì cái lọc xì thực ra là em nói rất là nhiều. Đấy, đây là bộ dàn là LDH. Thì các bác biết là LDH thì em cũng xét cũng bác nào muốn tham khảo về cái lo này á, thì lát em sẽ để cái video ở cuối các bác cùng xem. LDH là một đôi lo rất là hay rồi, nhưng em sẽ nói về con lọc xì của bộ dàn này trước. Thì em Xuân có nói thật các bác là cuộc đời em Xuân buôn bán thì rất là nhiều. Đấy, va chạm khách hàng cũng rất là nhiều. Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tính. Lắp dàn thì chuyên nghiệp có, bán chuyên nghiệp có, vân vân và vân vân. Thì kể cả cái lọc xì em bán rất là nhiều. Nhưng em Xuân cũng nói với các bác cuộc đời em không bao giờ nói sai, và em sẽ nói lần này thôi, và nói là nói chuẩn chứ không có nói lung tung. Đấy, theo quan điểm của em Xuân luôn. Thứ nhất là lọc xì thì các bác bảo em chê, em không chê. Bảo em không bán thì em có bán. Xin thưa các bác em có bán. Và em còn nói luôn các bác, nếu các bác hỏi em là em ơi bộ karaoke có lắp con lọc xì vào nó có hay hơn hay không, thì em nói không, nói luôn là không. Bác nha, em nói luôn là không. Và các bác có thể lắp, có thể không, tùy các bác. Còn với một bộ dàn chuyên nghiệp bình thường thì nó chỉ bao gồm một con đẩy, một con vang, một bộ bích là xong. Bác nhá, đó là một bộ karaoke. Kể cả chuyên nghiệp, kể cả phòng karaoke chuyên nghiệp mắc tiền đến bao nhiêu nữa ấy, thì con lọc người ta còn không lắp vào đâu các bác ạ. Con lọc nếu các bác có mua đó, thì em nói thẳng các bác là em nói khách hàng là em là nếu đã cài bộ lọc vào này em sẽ không cài lọc đâu. Con lọc đó là cái thứ riêng. Đấy. Và tất cả những bộ dàn mà em căn chỉnh chuẩn á thì không dùng con lọc xì này bác nhá. Con lọc xì này á, các bác chỉ lưu ý rằng em là một số bác là muốn nghe nhạc riêng á, thì anh em cái khi nào mà anh em muốn nghe nhạc anh có thể lắp vào tín hiệu đổ vào. Đấy, anh em lắp từ tivi qua con lọc, xong là từ con lọc vào con vang để chúng ta chỉnh phần bắt chép của phần nhạc. Ok, thì anh em có thể mua thêm. Nhưng mà cái điều này là em không khuyến khích. Đấy. Còn riêng với con lọc mà để là chức năng trong karaoke nó có hay hơn hay không á, thì em nói luôn là không các bác nhé. Và cũng không có một bộ dàn chuyên nghiệp nào họ lắp cái con lọc xì vào hết á. Đấy, và kể cả con nâng cũng không ai lắp đâu. Nhưng con nâng thì hôm nay không nhắc tới, mình nhắc có con lọc xì thì con lọc xì là một cái thứ bên em sẽ nói thẳng luôn là một bộ dàn karaoke thì không. Một bộ dàn karaoke em định nghĩa đây gì ạ? Đó là một bộ dàn nó để hát karaoke chứ không phải để nghe nhạc. Và cái quan trọng nhất ở đây là nghe là karaoke. Còn cái nghe nhạc đó là cái phụ. Đấy, cho nên khi bọn em cài karaoke á thì bọn em chỉ chú tâm vào làm sao để hát karaoke hay nhất, mic nó phải chuẩn, phải rõ ràng, nó hay, nhạc karaoke nó phải vừa phải, nó phải làm sao nó phù hợp với mic nó hay nhất. Đấy, chứ không phải là phần nghe nhạc. Cho nên khi em bác nào nếu đã mua con lọc rồi á thì em nói luôn các bác này, khi karaoke thì nên tháo lọc ra hoặc tắt cái phần lọc đi. Chuyện nó đấu thẳng, chuyện chạy thẳng luôn. Bởi vì như này các bác, khi mà bọn em đã căn chỉnh chuẩn rồi á, bọn em đã cắt hú chuẩn rồi, mà các bác bỏ con lọc vào, các bác chỉnh bát tép linh tinh á, thì nó phá vỡ cấu hình luôn. Và lúc đó gây trường hợp bị hú này, bị ù này, rồi bị ngọng tiếng này, bị bát các bác cứ chỉnh tăng có hoặc chép có này, nó sẽ bị xé tiếng này. Cho nên nó vân vân và vân vân. Cho nên khi karaoke thì các bác vui lòng là tắt con lọc giùm em, không có liên quan đến con lọc gì hết á. Và nhạc đi thẳng vào con vang và ra loa luôn thôi. Và ra đẩy và ra loa, không liên quan đến con lọc xì, con lọc xét này. Đối với em con lọc xì nó là cái thứ vô nghĩa trong karaoke. Đấy. Và khi các bác mà không hát karaoke nữa, các bác không muốn dùng karaoke thì các bác sẽ bật con lọc này lên để chúng ta có thể chỉnh được bát chép tùy theo ý các bác. Bởi vì như thế này tại sao lại như vậy? Bởi vì một số bác này đa số dùng bằng số thì các bác không biết chỉnh bát chép ở đâu cả. Nếu có băng cơ thì mọi người biết chỉnh, nhưng cái băng số các bác không biết chỉnh. Nhiều khi các bác nghe nhạc các bác lại muốn tăng bass một chút, đấy, thì các bác không biết chỉnh ở đâu cả, băng số không biết chỉnh như nào cả. Thì các bác sẽ chỉnh ở nơi con equalizer này, tăng bass hoặc chăng chép tùy ý các bác. Đấy, thích tăng bao nhiêu các bác tăng, đúng không? Hoặc giảm bao nhiêu các bác giảm thì nó sẽ căn chỉnh được bass chép theo ý các bác. Đấy, thì được đó cũng được. Nhưng mà cái chuyện này là tùy mọi người thích nhé, có người thích người không. Thực ra là trong con vang này các bác tăng bass tăng chép vẫn được, nhưng mà nếu các bác biết dùng cơ. Còn nếu các bác không biết dùng á thì các bác có thể dùng con lọc này cũng được. Đấy. Nhưng mà đối với em Số Đốc Đỏ ghép dàn của khách á, thì tất cả cho con van này mà em sẽ cài tổng cộng khoảng 6 cấu hình. Thì trong đó có 5 cấu hình là dành cho karaoke, từ chuyên nghiệp cho đến bán chuyên nghiệp, cho đến phổ thông. Và một cái cấu hình số 6 á, em sẽ cài cấu hình nghe nhạc riêng.
Cho nên là khi em đã cài có hình ảnh nhạc riêng thì các bác cũng không cần dùng con lọc, bỏ ra thôi, không cần dùng đâu. Nhiều khi nhiều quá không tốt đâu bác ạ. Em sẽ căn chỉnh cái cấu hình cái nhạc riêng mà em sẽ nâng gain của phần bass chép lên, nghe rất là hay, nó tí tai tách bass rất là sâu. Căn chuẩn rồi thì các bác căn cơ bản là các bác lắp con lọc vào nữa thì nó sẽ phá vỡ cấu hình rồi, nó cũng không hay đâu. Cho nên là khi em đã cài cấu hình chuẩn rồi á thì các bác không cần mua thêm bất cứ một cái gì cả. Không cần phải nghe ai quảng cáo cả, không cần phải nghe thằng nào quảng cáo là lắp thêm con lọc, lắp thêm con nâng nó mới hay, đừng có nghe thằng nào hết ạ. Cứ nghe em Xuân đi. Không mua thêm bất cứ một cái gì, một bộ karaoke chuyên nghiệp bình thường chuẩn nhất. Nó chỉ bao gồm một con đẩy, một con vang, một bộ mic. Nếu phòng lớn thì thêm quả sub thì chúng ta thêm quả sub thôi. Còn hoàn toàn không thêm bất cứ một cái thiết bị con mẹ gì hết các bác nha. Nói thẳng luôn là không thêm một cái gì, không nghe thằng nào hết ạ. Không có nghe nó nịnh, nó thêm cái này, thêm cái kia, đừng có nghe ai cả. Nghe giờ mà em Xuân ở đây. Còn anh em có thể mua, anh em không, đó tùy. Mỗi người có một ý kiến, mỗi người có một sở thích riêng. Còn đối với em Xuân tư vấn, nói thẳng luôn, không nên. Không nên dùng một lần. Ok chưa ạ? Còn nếu anh em mà thực sự thích nghe nhạc thì có thể mua, tùy. Mỗi người thích một kiểu. Đấy, nếu anh em không biết cài vàng thì có thể không biết căn vàng đó, thì có thể mua thêm, tùy. Nhưng mà nói thẳng các bác là nó sẽ phá vỡ cấu hình. Thì anh em cứ tự căn đo đồng đếm làm sao cho phù hợp nha. Em Xuân thì em Xuân không khuyến khích. Ok các bác nha, cảm ơn các bác rất nhiều. Vâng, lời đầu tiên được cho em Xuân lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền đất quốc ạ. Chắc chắn hiện tại bây giờ này có rất là nhiều bác hiện tại đang rất muốn em Xuân test ngay đôi loa này để các bác cùng nghe trải nghiệm đôi loa này, đúng không ạ? Thật các bác là trưa ngày hôm nay thì em đã test cho bác nghe một đoạn trong livestream rồi. Nhưng mà phải nói một điều, đây một đôi loa nó quá mạnh. Nó quá mạnh các bác ạ. Các bác biết rồi, đối với LDH V2.12 là một cái dòng loa có thể nói là cho dòng cân giải và nó mạnh, nó đánh cường độ cao tốt nhất hiện tại của hãng LDH. Đây nó không phải là model công suất lớn nhất hiện tại của hãng LDH, nhưng nó đánh ở cường độ cao lại chịu tốt nhất. Đấy các bác nha, tốt nhất luôn. Và các bác đợi một lát là thôi, em Xuân cùng các bác cùng trải nghiệm. Chúng ta cùng test lại một lần nữa. Em dùng một đôi loa duy nhất của LDH V2.12. Các bác sẽ thấy đôi loa này nó khủng khiếp cỡ nào. Xin nói hiệu các bác là lần này em Xuân về á, được một cái lô loa V2.12 có thể nói là đẹp, tuyệt đẹp. Thực sự đó là năm nay thì em Xuân cũng rất là may mắn khi mình đã tìm được những cái đơn vị cung cấp hàng tốt hơn, chọn được cho mình được những lô loa đẹp hơn. Cho nên bác thấy là trong những thời gian vừa rồi, những lô loa em Xuân về gần như tất cả mọi thứ đang còn hoàn hảo, từ nước sơn mọi thứ đang thật đây. Tôi xin thưa các bác là đây là những nước sơn zin mà em chưa lau chùi luôn. Đây là em còn chưa vệ sinh đâu bác nhé, chưa vệ sinh đâu ạ. Đấy bác nhìn thấy đang bẩn này, thấy không? Còn chưa lau chùi kỹ đâu, đang rất là bình thường. Đấy mới bóc ra để đây thôi. Và hiện tại bây giờ khách cũng đã cọc khá là nhiều. Đấy, em có tổng cộng là 16 đôi. Các bác nhá, em có tổng cộng 16 đôi và hiện tại là khách cũng đã cọc sơ sơ đây là cũng đã vài đôi, đã biết một bộ dàn vừa cọc xong. Đây bộ dàn này vừa cọc xong này. Đây, đôi loa này với lại bộ dàn đây cũng cọc 1 triệu đây. Dùng cho loa LDH luôn. Đấy. Thì các bác biết là đối cái loa V2.12 lần này em Xuân về đang rất là đẹp. Thứ nhất là bác biết là đối với hàng V2 hàng xịn ấy thì nó sẽ làm bằng gỗ bạch dương, các bác nhớ nhá. Thùng của nó sẽ được làm bằng gỗ bạch dương. Các bác lưu ý cho em là đối với những đôi loa hàng LDH xịn và hàng đôi LDH nhái bây giờ thì nhìn bên ngoài nó khá là giống. Đấy, nhưng mà các bác hãy nhớ cho em là hàng nhái họ không có làm gỗ bạch dương đâu mà họ làm những cái gỗ rẻ tiền. Cho nên chất lượng nó khá là kém, đặc biệt anh em là trong nghề nhìn thấy biết phát hiện ngay. Còn nếu anh em nào không làm trong nghề thì sẽ hơi khó một chút để phân biệt các bác nhá. Đấy. Riêng với lô loa này các bác biết không, lần này em Xuân về đang rất là đẹp. Từng cái họng chép rồi như này. Từng cái họng chép cho đến mọi thứ đang còn cực kỳ đẹp luôn. Và cái dòng loa V2.12 cũng là cái dòng loa nó phá cách thiết kế nhất luôn. Có một thiết kế phá cách, siêu phá cách luôn. Thực sự luôn là nếu các bác để ý mà xem dòng loa này càng nhìn càng đẹp. Và như ngày hôm nay bác khách của em gọi cho em ạ. Em ơi, anh mua đôi loa này của em cách đây 2 năm về trước trong livestream bác và nói rồi. Bác Trần Thìn phải không nhỉ? Đấy. Mua 2 năm ngày trước bác ấy mua là 15 triệu. Cái này 2 năm rồi. Và đến bây giờ 2 năm sau đôi loa này đã lên tới thời điểm bây giờ em sẽ đang bán lên tới 15.700.000. Có nghĩa bác dùng 2 năm trời bác không hề lỗ một đồng nào mà còn lời lên. Xin thưa các bác đối với dòng loa của LDH. Tất cả các hãng âm thanh hiện tại là từ B3 rồi DK vân vân, các hãng khác đều bị mất giá. Loa càng ngày càng mất giá. Nhưng riêng với LDH không có một model nào xuống giá. Cho nên tại sao mà LDH các người tiêu dùng càng ngày càng yêu mến, càng kết tại vì sao? Nó hot, nó hay và giá trị thật. Cái quan trọng nhất nó là cái giá trị thực chứ không phải là gì theo hiệu ứng phong trào. Các bác nhá. Cho nên đôi loa LDH các anh em có mua giá bao nhiêu chăng nữa, nếu được hàng xịn nhá, em nói các bác là cố gắng được hàng xịn cho em thì các bác chơi không bao giờ các bác lo lỗ. Các bác có chơi 1 năm 2 năm sau nó không bao giờ xuống một đồng nào, nó còn lên nữa cơ. Và xu hướng bây giờ LDH càng ngày càng hiếm, hàng bãi càng ngày càng hiếm, càng ngày càng lên. Rất là đẹp. Và đặc biệt là những cái lô mà em lấy như này, bác nhìn thấy nó đang còn rất là đẹp này, những cái lô loa mà em đã chọn được, những cái lô mà nó đẹp xuất sắc cái này thì anh em chơi không bao giờ phải lăn tăn về chất lượng âm thanh. Lô này của em đã sản xuất vào khoảng 2020 thì bác tưởng tượng xem mới có vài năm trời thôi.
mà đã có mặt được hàng số đỏ rồi thì chất lượng nó quá tốt, từ nước sơn mọi thứ đang còn quá đẹp, quá đẹp các bác nhá. Lô này phải nói cực kỳ đẹp luôn. Dòng loa này các bác biết là công suất RMS nó là 500W RMS, mà RMS 500W của lẫn LDH nó kinh khủng lắm. Nó lớn hơn rất là nhiều 500W, 600W của các hãng khác, và nó mạnh cực kỳ luôn. Đồ loa nó rất rất là mạnh. Một lát nữa thôi, sau khi em test xong cái cho bác nghe thử xong thì bây giờ mời các bác cùng xem cái nội thất bên trong đồ loa này. Các bác thấy đồ loa này nó đẹp cỡ nào và nó chất cỡ nào, tại sao với một cái giá chúng ta lại có một cái giá 15.600.000 mà mọi người lại hào hứng như vậy. Xin thưa các bác là trên thị trường không thiếu người bán âm thanh, nhưng đối với những đôi loa mà LDH em Xuân cung cấp thì anh em rất là hưởng ứng. Bởi vì sao? Các anh em mua được những đôi loa hàng xịn. Bởi vì em Xuân bán bằng cả uy tín. Thứ nhất, em Xuân là một trong những cửa hàng bán LDH có thể nói là số lượng lớn nhất, nhiều nhất ra thị trường Việt Nam thời điểm bây giờ. Đấy, hàng bãi gần như quanh năm lúc nào em Xuân cũng chuyên về dòng loa này, cho nên là anh em rất yên tưởng và em bán bằng cả uy tín, cả kinh nghiệm của em nữa. Bây giờ dòng loa này dù sao chăng nữa đây hàng nhái nó khá là nhiều trên thị trường, cho nên anh em cũng rất là sợ, đúng không bác? Và bây giờ không nói nhiều, nói lên quanh rồi, em mời các bác nghe trước ở đây. Nghe xong rồi chúng ta làm gì ạ? Xong rồi chúng ta xem nội thất xong, nghe xem như thế nào nhá. Ok chưa? Anh cùng nghe nhá. Đã luôn, anh em thích nghe nhạc gì em mở cho đấy luôn nè. Thôi em mở cho bác nghe nhạc mạnh trước đi, nó phê. Đánh thì là với các bác, đánh nó đã lắm. Anh em nào đến đây nghe thì thực sự bác đừng nghe nãy ngực luôn. Nghe đừng cố gắng lắp tai nghe và đừng nghe giùm em nhá. Anh em lắp cái tai nghe và nghe giùm em ấy, nghe cho nó sướng. Đấy. Nghe nó mê lắm. Bác đánh phê lắm các bác ạ. Các bác nghe nó. Đánh cực kỳ mạnh. Rất là mạnh luôn. Cực kỳ mạnh luôn các bác ạ. Nó nhiều loa 40 luôn bác nhỉ, nhiều cặp loa 40 không mạnh cặp loa này đâu. Nó cực kỳ mạnh luôn. Mạnh như bom bác ạ, tích cực luôn này. Kíp luôn đấy. Tôn kê rồi nào. Các bác còn đúng là cái loa kinh điển thực sự luôn. Một cặp loa 30 mà em thề các bác loa 40 nghe còn không bằng nó đâu.
nó mạnh thực sự luôn. Và các bác sẽ bắt cái tiếng nhẹ nhẹ này. Nếu cần bác nghe nó đánh nhạc mạnh nó cũng hay, và đánh nhạc nhẹ nhẹ nhàng nó cũng hay. Nó hoàn hảo nó mức độ như vậy luôn các bác ạ. Đẹp, một tập đèo nó rất là tươi. Đẹp đèo nghe đã lắm. Nó tuyệt vời lắm. Thực sự từng cái tiếng bát, từng cái tiếng chép, tất cả mọi vấn đề đôi loa này nó tạo chúng ta một cái phấn khích khi chúng ta nghe. Khi chúng ta đánh nhạc đàn chúng ta cảm giác phấn khích, nó phê. Khi chúng ta nghe nhạc trữ tình cảm giác nó cuốn hút vào dòng nhạc này, nó rất là nhẹ nhàng, rất là phê bác ạ. Thực sự một đôi loa nó hoàn hảo. Bảo tại sao nó mắc tiền? Nó mắc tiền bởi vì như vậy, bởi vì nó đẳng cấp, bởi vì nó hay bác nhá. LDH là một thương hiệu quá lớn rồi, và chúng bạn thấy là chơi đôi loa này không bao giờ phí một xu đồng tiền để chúng ta chữa, đúng ta bộ đà các bác nhé, cực kỳ đẳng cấp. Anh em bây giờ cùng xem nội thất bên trong nhé. Vâng, xin thưa các bác, và đây là nội thất bên trong của cặp siêu phẩm, có thể nói là một trong những cặp loa độc đáo về thiết kế, đẳng cấp về chất âm và rất là hiếm trên thị trường. Các bác nhìn vào cái đôi loa này các bác sẽ thấy sao? Thấy nó mê mẩn không? Nó đẹp không ạ? Bác nhìn là được thiết kế này, cái họng tép nó sẽ được bắt thẳng vào trong cái hè càng luôn, và nó sở hữu một con tép neo. Và con tép neo là con tép neo mà đó là của LDH rất nổi tiếng và rất là mạnh. Khi chúng ta thấy những đôi loa V2.10 nó đã mạnh thế nào rồi thì con đôi loa V2.12 nó còn kinh khủng cả nữa các bác ạ. Nó rất là đẹp. Rất là đẹp các bác. Đấy. Thùng vách thì được làm bằng gỗ bạch dương xịn rồi. Gỗ bạch dương xịn của hãng LDH các bác biết rồi. Rất chắc chắn. Thùng mùi thơm rất đặc trưng. Cái đặc biệt cái bát các bác nhìn này. Đây là một cái bát LDH có thể nói không thể chê vào đâu được. Em nói một từ là không thể chê vào đâu được. Đời dâu ngược chuẩn xịn luôn, dâu to như dâu súp 50. Chất lượng và đó là nước sơn bác nhìn này. Cái hàng xịn các bác nhìn thấy rất là khác cái hàng nhái. Cái hàng nhái nước sơn cực kỳ đều. Các bác nhìn cái hàng xịn này, cái bát nó rất là bóng bẩy, nó rất là sang, nó rất là mê mẩn luôn, nó đẹp kinh khủng luôn, độ hoàn thiện quá cao luôn. Từng cái cổ côn này, từng cái cổ côn cho đến cái màng bát bác nhìn này, màng bát là màng chống nước các bác nhá. Cố gắng kiểm nghiệm cho bác xem. Đấy, màng chống nước gần 2 sóng. Đẹp không tì vết luôn. Đẹp cực kỳ, thùng cực kỳ dày các bác này, thùng bánh rất là dày này, nước sơn đẹp này, phần tần đặc trưng của LDH V2.12 bác nhé, màu vàng, nó sẽ có một đời bản màu ghi, màu hơi bạc bạc đấy, nó sẽ có hai màu bác nhé, nhưng mà về cơ bản giống nhau. Cái chất lượng âm thanh của đôi về cái dòng loa này các bác biết rồi, riêng cái những dòng loa của V2.12 này, thì cái điểm mạnh nhất của nó chính là cái chất lượng âm thanh, cái độ phủ âm thanh, của những dòng loa này có thể nói là thượng thừa luôn. Với công suất làm việc là 500W cho một chiếc loa, các bác tưởng tượng xem có nhiều dòng loa công suất còn 500W, 600W cũng có, nhưng công suất đó không qua được 500W của loa LDH này. Tại sao mà thằng LDH V2, cái mã V2 nó nổi tiếng như vậy? Nó nổi tiếng từ cái mã V2.10 trở đi cho đến V2.12, và V2.12 là mã cao cấp nhất của cái phiên bản V2, và nó rất là kinh khủng. Cái độ phủ âm thanh và cái độ chịu đựng của nó rất là cao, kể cả hãng người ta đã nói rất là nhiều rồi. Trên website của hãng hoặc đã ghi nơi rất là rõ ràng, các bác sẽ vào website của hãng đây. Đấy, chúng ta sẽ vào website của hãng này. Thì bác sẽ thấy là kể cả hãng người ta đã nói rất là rõ về cái vấn đề này. Đó là đây là dòng loa mà ở hoạt động, ở hiệu suất cao rất là tốt. Đấy, các bác sẽ vào V2.12. Đấy, bác sẽ đọc đây. Đây. Đấy, dòng V2 này, dòng V2 được thiết kế đặc biệt cho KTV giải trí cao cấp. Nó có thể chịu được hoạt động lâu dài và có thể đáp ứng được nhu cầu các hội trường, các môi trường tăng cường âm thanh phức tạp khác nhau. Có nghĩa đôi loa này các bác chơi ở cường độ cao ấy, thì đôi loa này nó sinh ra để mà chịu đựng rồi. Đấy, nó rất tuyệt vời các bác nhé. Và đặc biệt là đôi loa này, hiệu suất định hướng chính xác của nó có thể giảm hiệu quả tiếng hú trong phòng. Với một những đôi loa xịn, những đôi loa chính hãng ấy, thì các bác thấy là nó cho một cái tép nó rất là mịn,
đặc biệt nó rất là mịn và nó rất là sáng, rất là sạch, và đặc biệt nó không bắt hú mạnh. Đó là một cái điểm mạnh những dòng loa xịn. Các bác thấy những đơn loa mà hàng Việt Nam, hàng đều đều, các bác bỏ cái phòng bắt thấy nó hú kinh không? Nó bắt hú rất là mạnh và nó rất là chói, rất là khó chịu. Nhưng đối với những đôi loa xịn này, các bác thấy các bác có mở lớn công suất, các bác đứng trước mặt cái tép này, em thề các bác luôn, cái tép nghe rất là dễ chịu luôn. Nó không bao giờ tạo cho các bác cảm giác thấy gắt, khó chịu, mệt mỏi cái gì đâu. Nó nghe rất là đã các bác nghe. Và mới những một đôi loa mà thực sự nó thể hiện tất cả những yếu tố, những đẳng cấp, tất cả mọi như thế này, hiện tại cửa hàng em sẽ lúc đó bán ra cho bác chỉ có 15.500.000. Thực sự là một cái giá rất xứng đáng. Với một đôi loa LDH này, ở trên thị trường cái dòng loa đang sử dụng driver như thế này mà hàng nhái LDH, hiện tại có rất nhiều cửa hàng đang bán với giá là 12 triệu đồng rồi. Các bác cứ lên mạng bác tra mà xem, đời bát cái kiểu giống như này này. Và đời dầu thuận bác nhé, đời dầu thuận. Trên thị trường đang bán rất là nhiều. Có người thì em bán thấy bán một số người thì bán 8 triệu, nên tại trà thấy một số người bán 8 triệu. Nhưng không tiện thể nói tên. Và em thấy có người đang bán hơn 12 triệu một đôi. Với số tiền bộ đó hơn 12 triệu mà dính vào đôi loa nhái thì trò mẹ ơi, nó kinh khủng. Nó là một cái gì đó kinh khủng đó bác ạ. Xót tiền lắm. Hơn 12 triệu các bác tưởng tượng xem bao nhiêu tháng làm đi làm công. Quá xót. Và các bác cứ nhìn cho em đi. Cái bát loa của em và cái bát loa của người ta có khác nhau? Khác hoàn toàn. Cái độ hoàn thiện, cái độ đựng nước sơn, độ bóng và tất cả mọi thứ nó khác hết hoàn toàn, nó khác hoàn toàn luôn đấy. Nó sát khác rất là xa. Các bác nhìn một đôi loa xịn nó rất là khôn. Còn các bác nhìn một cái đôi loa nhái nhìn cái bát nó rất là dài. Phải nói một từ là nó rất là dài. Đây, các bác nhìn đây, một cái bát hàng nhái này. Đấy, nó rất là dài luôn. Nó cực kỳ dài. Các bác nhìn cái hàng xịn đây. Đây các bác nhìn lại cái hàng xịn này. Đẹp không? Và các bác nhìn cái hàng nhái này. Chán đời không? Nhìn nó khác hoàn toàn bác. Không có cửa để so sánh với hàng xịn được. Cho nên anh em mua hàng tỉnh táo, bỏ đồng tiền ra nó phải chuẩn, đừng vì một chút thiếu hiểu biết, một chút bốc đồng, một chút gọi là không suy nghĩ mà chúng ta bị mất một số tiền rất là lớn. Các bác mua một đôi loa 1-2 triệu các bác mất thì các bác không tiếc, nhưng các bộ đôi mười mấy triệu là rất là tiếc. Cho nên khi chúng ta mua đôi loa phải là hàng chất lượng xịn, đúng chuẩn thì chúng ta chơi, không thì thôi, không chơi, chơi loa khác, chơi ăn lành. Đúng không? Đã chơi LDH mà không có tiền thì chúng ta chơi hẳn loa khác cho nó lành. Chứ cứ chơi LDH mà chơi loa rẻ thì xui lắm. Dính đồ nhái thì vỡ mồm luôn. Đó là nói thật và các bác cũng thừa biết điều đó đúng không ạ? Đối với cửa hàng số đỏ thì yên tâm. Số đỏ thì nếu mà nói về LDH thì em là ở Việt Nam này là một trong những người bán nhiều nhất cái Việt Nam này. Và gần như là tất cả các dòng LDH em đã làm qua. Và gần như các bác biết là em gần như là một trong những người khi nhắc đến LDH bởi sẽ nhắc ngay tên em mà. Nên bác yên tâm. Bán uy tín là chính, chứ còn về đôi loa LDH thì các bác nó không lãi vào một đôi loa khác. Đó thật. Các bác bán một đôi loa khác mà lại hơn nhiều, nhưng LDH nó bị làm giá rồi. Hiện tại trên thị trường đã biết là tăng giá rất là cao, và bán một đôi loa LDH nó không lời bằng một đôi loa khác đâu. Đôi chuẩn luôn mà giá hộ ra vốn bộ ra cái cao. Đấy. Mà một đôi loa LDH chỉ cần một đôi loa hỏng thôi là coi như lỗ cả lô. Đó nói thật, nhưng em bán về bán vào cả cái thương hiệu của em cả. Và có niềm tin ở các bác này, các bác yên tâm đến cửa hàng số đỏ khi không bao giờ lo cái chuyện hàng nhái. 100%. Ok các bác nha. Liên hệ với em số điện thoại 0903 040590 các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.